phim tổng tài từ trước đến nay thì vẫn luôn là một trong những thể loại phim Trung Quốc mà được rất nhiều khán giả yêu mến. Chính bởi tình tiết ngọt ngào, xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn và cả những anh chàng soái ca khiến ai cũng si mê nữa chứ. Và năm 2023 này, màn ảnh Trung Quốc cũng đang chuẩn bị cho ra mắt hàng loạt những bộ phim tổng tài hứa hẹn sẽ đến với khán giả. Hãy cùng blog giải trí điểm qua top 4 bộ phim tổng tài Trung Quốc hứa hẹn phá đảo năm 2023 sắp ra mắt trên màn ảnh nhỏ trong video dưới đây nhé. Và thử xem bộ phim mới nào để lại cho các bạn nhiều ấn tượng sâu đậm nhất các bạn nhé. 1. Bộ phim tổng tài Trung Quốc năm 2023, Dị Ái Vi Doanh. Bộ phim đầu tiên trong danh sách này chính là Dị Ái Vi Doanh. Đây là bộ phim Hoa ngữ được chuyển thể từ tiểu thuyết Trêu Nhầm của tác giả Kiều Diêu. Bộ phim có sự tham gia và góp mặt của nam diễn viên trẻ đang lên là Vương Hạc Đệ, kết hợp cùng với cô nàng Bạch Lộc. Nội dung của bộ phim này kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa nữ phóng viên kinh tế Trịnh Thư Ý do Bạch Lộc thủ vai và tổng tài giàu có Thời Yến do Vương Hạc Đệ thủ vai. Do quá đam mê đến công việc mà Thư Ý tạo cho bạn trai của cô cảm giác bị lạnh nhạt, đồng thời chính bạn trai của cô đã lén lút đi ngoại tình với người khác sau lưng cô. Và bị bạn trai đá, Thư Ý rất là tức giận cho nên đã quyết tâm cưa cẩm cho bằng được người chú của cô nàng tiểu tam giàu có kia tên là Thời Yến. Tuy nhiên Thư Ý đã nhìn nhầm, bởi vì thực chất Thời Yến lại chính là ông chủ của chú cô gái tiểu tam kia, chứ không hề có mối quan hệ thân thiết gì với cô ta cả. Và khi biết mình đã nhầm lẫn, Thư Ý vì quá xấu hổ cho nên đành trốn tránh Thời Yến. Và ngay lúc đó, Thư Ý cũng nhận nhiệm vụ phải phỏng vấn tổng tài Thời Yến. Vậy liệu sau khi gặp lại với một vị trí khác thì Thư Ý và Thời Yến có thể tiếp tục đoạn tình cảm dang dở trái ngược đó hay không? Thì mời các bạn cập nhật những thông tin, tin tức mới nhất về bộ phim sắp ra mắt của Trung Quốc này nhé! Thứ hai, bộ phim tổng tài Trung Quốc Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của tác giả Kiều Nguyệt Hy. Bộ phim có sự tham gia của cặp đôi chính là nam diễn viên Hứa Khải và nữ diễn viên Đàm Tùng Vận. Bộ phim tổng tài Trung Quốc này thì xoay quanh câu chuyện về sự trưởng thành những lần phải lựa chọn giữa khởi nghiệp, ước mơ, phấn đấu và trí tuệ nhân tạo. Trong đó thì Kỷ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai là một hình mẫu nhân tài của ngành khoa học kỹ thuật. Chính vì thực hiện ước mơ mà từ chức không một chút do dự và bắt đầu bước vào con đường khởi nghiệp. Kỷ Tinh đã gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian đầu, tuy nhiên may mắn thay cô nhận được sự ủng hộ của Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai là tổng giám đốc của công ty y tế Đông Dương. Chính nhờ có sự đầu tư cổ phần của Hàn Đình, công ty của cô thành lập cuối cùng mới đi theo đúng hướng. Tuy nhiên trớ trêu thay, khi sự nghiệp ổn định thì Kỷ Tinh lại đánh mất mối tình đầu yêu nhau 7 năm của mình. Những khó khăn khi khởi nghiệp cộng với nỗi đau thất tình gần như khiến cô gục ngã. Tuy nhiên may mắn thay, cô vẫn có sự bảo vệ thân thiết của những người bạn thân của mình. Sau khi trải qua một thời gian tiếp xúc và làm việc cùng nhau, trải qua những khó khăn khi quá trình phát triển sản phẩm thất bại, thì mối quan hệ của Kỷ Tinh và Hàn Đình cũng dần thay đổi. Từ chỗ là những người đồng nghiệp, đối tác thương mại, sau đó bị đối phương thu hút và rồi dần nảy sinh tình cảm với nhau. Ba, bộ phim tổng tài Trung Quốc, Người phiên dịch của chúng tôi. Người phiên dịch của chúng tôi là bộ phim có nội dung xoay quanh câu chuyện của Lâm Tây do Tống Thiến thủ vai, phù thủy của giới phiên dịch. Và người bạn trai cũ là Tiêu Nhất Thành do Trần Tinh Húc thủ vai. Để hoàn thành ước mơ nghề nghiệp còn dang dở của mẹ, mà Lâm Tây dù đau lòng đến mấy, tuy nhiên vẫn quyết nói lời chia tay với Tiêu Nhất Thành. Đến khi hai người gặp lại nhau sau 8 năm, thì giờ đây, Lâm Tây đã trở thành một nữ phiên dịch viên chuyên nghiệp của Liên Hợp Quốc và là chuyên gia phiên dịch trẻ tuổi nhất với thành tích rất là vang dội, trong khi Tiêu Nhất Thành là giám đốc thành đạt của một công ty lớn. Lúc này thì số phận lại đưa đẩy hai người gặp lại nhau khi mà Lâm Tây buộc phải giao thiệp hòa mã để giành hợp đồng hợp tác với Tiêu Nhất Thành. Song song đó, cô đã giúp công ty của anh đạt được rất nhiều thành công tại thị trường nước ngoài, chính nhờ năng lực của mình. Và trong quá trình làm việc chung, Tiêu Nhất Thành tuy bề ngoài thì giống như đang cố trả thù Lâm Tây, tuy nhiên trên thực tế lại không thể ra tay tàn nhẫn, thậm chí còn âm thầm giúp đỡ cô. Và sau một khoảng thời gian tiếp xúc lâu dài thì mối tình thời niên thiếu giữa cặp đôi này lại một lần nữa xuất hiện. Lâm Nhất Thành lúc này cũng hiểu được lý do vì sao mà Lâm Tây chia tay mình.
từ đó mà quyết định trở thành hậu phương vững chắc, đồng hành cùng với cô. Từ hiểu lầm, họ dần dần hiểu nhau hơn, thêm một lần nữa viết lên câu chuyện tình ngọt ngào của cả hai. Bốn, bộ phim Tổng Tài, Ly Tâm Lực. Bộ phim cuối cùng trong danh sách này hứa hẹn sẽ phá đảo trong năm 2023 chính là Ly Tâm Lực. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Trẻ Quỹ Đạo của tác giả Bryce East với sự tham gia của cặp đôi nam diễn viên Lâm Nhất và nữ diễn viên Lưu Hạo Tôn. Nội dung của bộ phim Trung Quốc này chủ yếu xoay quanh câu chuyện trưởng thành, quá trình thích nghi cũng như vượt lên chính mình của nữ chính là Giang Hiểu Viện, Lưu Hạo Tôn thủ vai. Cô vô tình đi xuyên không trở thành một cô gái nông thôn bình thường. Trong từng bước ngoặt của cuộc sống của Hiểu Viện luôn có sự xuất hiện và giúp đỡ của Kỳ Liên do Lâm Nhất thủ vai. Sau này Giang Hiểu Viện phát hiện ra rằng xuyên không chỉ là di chứng sau khi tham gia thí nghiệm đèn hải đăng mà thôi. Mặc dù đã trải qua muôn vàn những thử thách khó khăn, cả hai đã nhận định đối phương chính là người yêu của họ cả đời. Cuối cùng thì Giang Hiểu Viện và Kỳ Liên cũng là lựa chọn ở bên nhau hạnh phúc viên mãn. 4 bộ phim Tổng Tài Trung Quốc hứa hẹn sẽ phá đảo năm 2023. Hy vọng qua video này, các bạn sẽ lựa chọn để cho mình một trong 4 những bộ phim sắp ra mắt để coi phim các bạn nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.